Tin tức thể thao ngày 29 tháng 8, 11 cầu thủ Uruguay nhận án phạt sau vụ ẩu đả ở Copa America 2024. 11 cầu thủ Uruguay nhận án phạt. Liverpool mua Chiesa với giá 14 triệu đô la Mỹ. Là những tin chính trong phần tin tức thể thao sáng ngày 29 tháng 8. Nunes nhận án phạt vì ẩu đả với cổ động viên Colombia ở Copa America 2024. Ảnh Reuters. 11 cầu thủ Uruguay nhận án phạt. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL đã đưa ra án phạt cho 11 cầu thủ Uruguay sau vụ ẩu đả sau trận bán kết Copa America 2024 giữa đội tuyển nước này với Colombia hồi tháng 7 vừa qua. Cụ thể, tiền đạo Darwin Núñez bị treo giò 5 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia và nộp phạt 20.000 đô la Mỹ. Tiền vệ Rodrigo Bentancur bị treo giò 4 trận và nộp phạt 16.000 USD. José María Jiménez, Matias Oliveira và Ronald Araujo mỗi người bị cấm thi đấu 3 trận và nộp phạt 12.000 đô la Mỹ. 6 cầu thủ khác gồm Matia Vina, Sebastian Kayser, Brian Rodriguez, Emiliano Martinez, Santiago Mele và Facundo Pellisti bị phạt 5.000 đô la Mỹ, không phải chịu án treo giò. Sau khi trận bán kết Copa America 2024 giữa Uruguay và Colombia kết thúc, Darwin Núñez và các cầu thủ Uruguay đã trèo lên khán đài để đánh nhau với người hâm mộ Colombia. Theo lý giải của những cầu thủ Uruguay, họ không giữ được sự bình tĩnh khi bị các cổ động viên Colombia đã xúc phạm gia đình. Liverpool mua Chiesa với giá 14 triệu đô la Mỹ. Chiesa trong màu áo Juventus. Ảnh Reuters. Câu lạc bộ Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Federico Chiesa từ Juventus với giá 14 triệu đô la Mỹ. Tiền đạo người Ý sẽ ký hợp đồng 4 năm với Liverpool. Anh trở thành tân binh đầu tiên của Liverpool thời huấn luyện viên Arne Slot, không tính thủ môn Georgi Mamadashi được cho mượn ở Valencia. Chiesa, 27 tuổi, có thể đá tiền đạo trái hoặc phải, là trụ cột giúp Ý vô địch Euro 2020. Tại Liverpool, Chiesa sẽ cạnh tranh vị trí với Luis Diaz, Mohamed Salah hay Cody Gakpo. Giới chuyên môn dự đoán Chiesa sẽ không dễ để thành công tại Liverpool. Tay vợt Antons sa thải huấn luyện viên vì cá độ. Ander Antons chia tay huấn luyện viên Joachim Persson sau khi phát hiện ông này đặt cược vào một trận cầu lông. Ảnh BVWF. Tay vợt số 6 thế giới người Đan Mạch Ander Antons vừa tuyên bố sa thải huấn luyện viên Joachim Persson sau khi phát hiện ông này đặt cược vào một trận cầu lông. Hành động của huấn luyện viên Joachim Persson vi phạm quy định khi ông đang là huấn luyện viên đang dẫn dắt một vận động viên tham dự giải của Liên đoàn Cầu lông Thế giới, BVWF. Theo nhiều nguồn tin, giải đấu mà huấn luyện viên Joachim Persson đặt cược có thể là giải cầu lông Nhật Bản mở rộng mới đây. Tại giải đấu này, Anton xin bỏ cuộc ở vòng 32 vì lý do sức khỏe.